Và khách sạn mà nhà nghỉ nó an ninh thì khách ta đến là cũng là an tâm. Thì an tâm ta đến thì là nhà trọ, nhà nghỉ là ta thu nhập nhiều, thu nhập nhiều. Và đã có thu nhập nhiều thì nó góp phần tích cực đóng góp cho xã hội về kinh tế. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà nhân dân người ta đồng tình ủng hộ đó, thì ta nói là nếu mà nhà trọ, tất cả các nhà trọ mà thực hiện tốt cái an ninh trật tự thì góp phần tích cực cho xóm làng về an ninh trật tự vui vẻ và cho xã hội. Đặc điểm địa lý của phường Bùi Hữu Nghĩa có khu vực 1 Cồn Sơn nằm giữa sông Hậu, tập trung nhiều cơ sở sản xuất chăn nuôi của các doanh nghiệp và hộ dân, nên người từ các địa phương khác đến cư trú có thời hạn để làm thuê rất đông. Hầu hết người dân ở Cồn Sơn sống bằng nghề làm giường, lao động tại các khu công nghiệp và nuôi cá tra xuất khẩu. Chính vì vậy, tình hình an ninh trật tự và trật tự